ba cái này được. Bệnh nhân nữ thì đau cách bị 2 ngày, bệnh nhân có một cơn đau. Bệnh nhân nói đầu tiên là bệnh nhân đau khắp bụng, đau khắp bụng. Xong sau đó là 5 tiếng sau là nó phun chú xuống đầu vai. Đau bệnh nhân là không có nôn máu, nôn ít thôi. Mà không tiêu tiêu thì tiêu bình thường, không cảm sốt. Thì sáng nhập viện là ngày hôm qua bệnh nhân đau nhiều hơn, hôm nay nhập viện và được chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp đã mổ chưa được. Chưa biết cách trình bày một trường hợp hậu phẫu, nếu thi như thế này là rớt nha. Thì bây giờ thầy giả sử như thầy là người bác sĩ đến khám bệnh, nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là thăm khám một trường hợp hậu phẫu đó cần phải tiếp cận hồ sơ, hiểu không? Phải xem hồ sơ trước khi tiếp cận bệnh nhân. Nó khác với tiền phẫu. Tiền phẫu là tiếp cận bệnh nhân trước, thăm khám, chẩn đoán lâm sàng trước, rồi mới xem cái kết quả cận lâm sàng hoặc là đề xuất kết quả cận lâm sàng. Trong khi đó hậu phẫu là yêu cầu phải có những cái thông tin về cuộc mổ, hiểu không? Nếu là mình là bác sĩ điều trị một trường hợp hậu phẫu thì cái thông tin quan trọng nhất là thông tin về cuộc mổ, còn những thông tin trước mổ đó không quan trọng bằng. Không quan trọng bằng chứ thầy nói không phải là nó là không quan trọng. Trong trường hợp nào bệnh nhân mổ mà những thông tin trước mổ nó quan trọng? Thứ nhất là gì, là cái chẩn đoán trước mổ nó có sự khác biệt với chẩn đoán sau mổ. Ví dụ như là trước mổ chẩn đoán là viêm ruột thừa mà sau mổ chẩn đoán là viêm thùng phụ, thì mình phải hồi cứu lại mình xem lý do tại sao trước mổ có cái sự sai sót, có sự hơi sai trong cái chẩn đoán. Đồng ý không? Để mình rút kinh nghiệm để mình tăng cái khả năng, tăng kỹ năng chẩn đoán của mình. Thứ hai nữa, những thông tin trước mổ quan trọng là gì? Tiền căn bệnh lý nội khoa có sẵn, đúng không? Chứ mổ đã mổ ruột thừa rồi thì những cái chuyện đau mấy giờ, đau chuyển hay không, có sốt hay không, có ói hay không, mắc bụng nghi có dương tính hay không, không có giá trị. Thầy nói hiểu không? Rồi, đây là một bệnh nhân nữ bao nhiêu tuổi? 30 nha. Nhập viện chẩn đoán viêm ruột thừa, đã được phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa cách đây bao lâu? Mấy tiếng, mấy ngày? 4 giờ chiều hôm qua. Ngày hôm qua 8 giờ chiều hôm qua ở đây. Rồi, cái thương tổn trong lúc mổ là cái gì? Đúng ruột thừa hay không? Nếu ruột thừa, đúng ruột thừa thì ruột thừa ở thể nào? Có vỡ chưa? Về mặt lâm sàng chỉ, về mặt tiên lượng hậu phẫu nó chỉ khác nhau với hai cái là vỡ và chưa vỡ. Còn nó chưa vỡ đấy, giữa xung huyết mưng mủ và hoại tử cũng không có khác biệt gì nhiều lắm về mặt tiên lượng. Thì nó hiểu rồi ha. Thì nếu mình chưa tiếp cận hồ sơ thì có hai vấn đề đặt ra là cái giúp có phải ruột thừa không? Tại vì bệnh nhân nữ nhiều khi cũng có một số trường hợp là chẩn đoán trước mổ là viêm ruột thừa, nhưng mà mổ xong ra có thể là viêm phần phụ hay là bệnh lý gì của phụ khoa, ví dụ như nang trứng xuất huyết hay nang hoàng thể vỡ gì đấy. Cái đó là cho phép chẩn đoán sai mà cho phép được, cho phép chẩn đoán sai trong những trường hợp như thế. Thì giả sử trường hợp này thầy chưa biết nha, thì thầy có thể đoán được một phần dựa vào hỏi bệnh sử, hỏi tiền căn của bệnh nhân, ví dụ như là kinh nguyệt sao, đau mà bao lâu nha, nó có đau chuyển hay không. Thì trường hợp này thầy nghĩ nếu là ruột thừa thì ruột thừa cấp thôi, chưa vỡ mủ. Tại vì sao? Không thấy ống dẫn luôn. Nếu mà ruột thừa đã vỡ mủ rồi thì mổ thì sẽ có ống dẫn luôn. Cho nên tạm thời thầy nghĩ là các ruột thừa viêm cấp mà chưa có vỡ mủ. Không biết không, về mặt tiền căn thì bệnh nhân này khỏe mạnh, có mắc bệnh gì trước giờ không? Hoàn toàn bình thường. Nhìn cái thể trạng bệnh nhân cũng thấy là bệnh nhân này là một người khỏe mạnh, không có vấn đề về mặt tiền căn, không có bệnh lý về mặt nội khoa hết. Khám lâm sàng thì thấy thì sao? Hiện tại bệnh tình trạng hiện tại bệnh nhân thì sao? Như mỏng. Cái giờ anh dùng mà không phải thì giờ nó mềm. Thứ nhất là mổ xong có đau hay không? Xong còn đau thì có nhân ra, nhưng mà mình cám muốn đánh giá cái đau đó thì một hỏi bệnh nhân làm chuyện, quan sát bệnh nhân làm chuyện, cái sắc diện của bệnh nhân đúng rồi. Thứ hai nữa là cái cử động của bệnh nhân, nếu bệnh nhân mà đau thì mặt mà ta sẽ nhăn nhó, người ta sẽ xoay trở qua lại, ta khung người con người này nọ, nhìn là biết. Còn có nhiều trường hợp là bệnh nhân nó đau quá nhưng mà nhìn mặt mũi bệnh nhân tỉnh bơ, thì cái đau đó là do bệnh nhân nhạy quá, nhõng nhẽo quá. Thì như trường hợp bệnh nhân này ta thấy là hoàn toàn sắc mặt hoàn toàn bình thường, tươi tỉnh. Như thế thì cái đau này là đánh giá đau mức độ ít. Tại sao cần phải đánh giá cấp độ đau để mình cho thuốc đúng cái điều kiện, đúng cái cấp độ đau đấy? Đau nhiều quá cho thuốc giảm đau mạnh, đau ít thôi cho thuốc giảm đau nhẹ. Trường hợp này thầy cho 3 viên thuốc uống là đủ, không cần phải dùng tới paracetamol, không cần phải dùng
tim á, truyền tĩnh mạch không cần phải dùng morphine, đúng không? Rồi thứ hai nữa là những trường hợp mổ nội soi đơn giản, ví dụ như cắt ruột thừa ha, không có viêm phúc mạc, thì ngay sau mổ không cần, quan trọng cái chuyện có xì hơi được hay không. Thầy nói hiểu rồi, cho nên không cần quan trọng cái chuyện xì hơi được hay không, tại vì những cái đục, những cái thao tác của mổ nội soi đục cái lỗ nhỏ phúc mạc và thao tác một cái vùng nhỏ trong khoang bụng thì nó không ảnh hưởng gì đến cái hoạt động chức năng của ruột ống tiêu hóa hết. Cho nên sau mổ không cần quan tâm đến bệnh nhân này có xì hơi được hay không ha. Điều mình quan tâm là gì, có biến chứng chảy máu trong bụng hay không. Nếu không có chảy máu cho bệnh nhân ăn luôn, ăn ngay. Trong những trường hợp này thì cái động tác ăn sớm nó thể làm kích thích nhu động ruột ha, làm cho đường tiêu hóa mau hoạt động trở lại và làm cho bệnh nhân mau phục hồi hơn nữa, nên không có đợi lúc xì hơi được rồi mới ăn này nọ, giống như là mổ viêm phúc mạc nhân dân hay là mở bụng lớn, đồng ý không? Rồi thứ nhất là cái đau là ít nè, thứ hai là thầy nghĩ là bệnh nhân này không có biến chứng chảy máu trong bụng nè. Hai bằng chứng là gì, tỉnh táo, da niêm hồng hào, sinh hiệu ổn định, bụng sập lép, đồng ý không? Rồi thứ ba nữa là gì, là xem vấn đề đi tiểu bệnh nhân sao, đi tiểu dễ không, bình thường. Rồi cắn cái bụng, bụng mổ đục thừa mà bụng sẹp lép như thế này là 99% là bình thường. Nhưng cái bụng khám là khám cái gì, khám cái bụng và khám vết mổ. Khám bụng tập trung ở đâu, tập trung ở cái vùng mổ. Vùng mổ không phải chỗ vết mổ mà là chỗ này nữa nha. Thì tốt nhất, dấu hiệu tốt nhất, mình yên tâm nhất là chỗ này là hoàn toàn trống, mềm mại hoàn toàn trống, không có cảm giác gì bên, có một cái ổ tù dịch hay một cái sang thương gì bên dưới. Nghĩa là ấn cái bụng mềm như thế này, bệnh nhân không có phản ứng gì, chứng tỏ cái phúc mạc ở vùng này là sao, nó không có viêm, chứng tỏ là không có một cái ổ tù dịch hay tụ máu ở vùng này nè. Cho nên chỉ cần đụng nhẹ chỗ này một cái mà như thế này trở về luôn. Hiểu vấn đề chưa? Hiểu vấn đề rồi ha. Rồi vết mổ thì sao, xem có chảy máu hay không, chứ ngày thứ nhất thì không có nhiễm trùng gì đâu. Thầy thấy là vết mổ rất là tốt, chỗ này có hơi thấm dịch chút xíu nè, máu này máu trong lúc mổ nó thấm ra rồi nha, nhiều chút xíu nữa mấy cô sẽ thay băng. Rồi trường hợp này á, về mặt điều trị, giảm đau uống, giảm đau cấp độ nhẹ nhất. Thứ hai, các kháng sinh, kháng sinh trong ruột thừa cấp là kháng sinh dự phòng, dự phòng thì sau mổ không có cho. Thứ ba nữa, ngưng truyền dịch, truyền nhiều quá bệnh nhân mệt nha, ngưng truyền dịch cho bệnh nhân ăn lại ngay. Dĩ nhiên là khi bắt đầu ăn trở lại cho bệnh nhân ăn cháo thôi, mà trước khi cho bệnh nhân ăn lại đấy thì đề phòng những trường hợp là bệnh nhân sẽ có những cái phản xạ nôn. Nôn này không phải do viêm phúc mạc, nôn này không phải do tắc ruột, mà nôn là do phản ứng đối với thuốc trong quá trình gây mê. Có một số bệnh nhân mổ xong, đặc biệt là gây mê toàn thân, là bệnh nhân sẽ nôn. Trong trường hợp đó tạm thời khoa hãy cho bệnh nhân ăn. Không có buồn nôn, buồn ói gì không? Không, không có một cơ. Cứ bị cho bệnh nhân ăn trở lại ha. Rồi ăn càng sớm thì bệnh nhân càng mau phục hồi. Nắm được rồi ha. Rồi tiêu chuẩn xuất viện, thường thường bây giờ hiện nay là mổ cắt đút mật nội soi, cắt đút thừa nội soi là xuất viện trong ngày. Nếu mà mổ buổi sáng, buổi tối đó cho bệnh nhân xuất viện, với điều kiện thứ nhất đó là bệnh nhân có thể chấp nhận những cái loại thuốc qua đường uống, thuốc đó là thuốc giảm đau. Còn nếu mà phải tiêm chích thì chắc chắn là phải nằm đó lại rồi. Hiểu vấn đề chưa? Tại về nhà không có chích được. Thứ hai nữa là bệnh nhân có thể chấp nhận thức ăn và thức uống qua đường miệng, nghĩa là về nhà ăn cháo được, uống được nước mà không cần phải có sự hỗ trợ của dịch truyền. Con này thỏa điều kiện đấy. Thứ ba nữa là gì, không có biến chứng cấp tính sau mổ. Cụ thể là gì, chảy máu, chắc chắn trường hợp này không có chảy máu rồi. Nhìn tỉnh táo, da niêm hồng hào, sinh hiệu ổn định, bụng sập lép, sợ nhất là cái đó rồi. Sợ nhất là nó chảy máu cho bệnh nhân về mà quay trở lại nó hơi phiền. Còn những biến chứng như là nhiễm trùng vết mổ, nhiễm trùng ở trong ổ bụng, cho về quay trở lại tái khám cũng không sao. Dặn dò bệnh nhân thật kỹ, nếu bệnh nhân có thấy đau bụng có sốt thì cứ lại tái khám. Hiểu vấn đề chưa? Chứ xu hướng bây giờ là hạn chế thời gian nằm viện càng ngắn, hạn chế càng nhiều càng tốt, nghĩa là thời gian nằm viện càng rút ngắn càng tốt. Tại vì bệnh nhân nằm viện lâu quá thì nó sẽ có những cái bất lợi của việc nằm viện lâu. Thì nói bạn hiểu rồi ha. Cho nên trường hợp bệnh nhân này, nếu bệnh nhân nhà ở thành phố thì cho về luôn. Bệnh nhân này khai là ở Bà Rịa thì xa xôi quá, có được theo dõi nó và tiếp cận lại cơ sở y tế nó chậm, cho nên cho bệnh nhân nằm lại một hai hôm nữa.
Nói tóm lại, hậu phẫu là thứ nhất, như đục thừa cấp, các đục thừa chỉ cho 3 viên thuốc giảm đau trường hợp này thôi, không kháng sinh, không trừ dịch, không có cần bất cứ một cái loại thuốc nào khác ngoài 3 viên thuốc giảm đau cấp độ nhẹ. Thầy đánh giá tiên lượng trường hợp này là tốt. Ha, yên tâm đi, chắc chắn là khỏe mạnh, xuất viện về nhà ngon lành. Nha, và cái tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ cũng thấp. Ha, làm sao biết tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ thấp, làm sao dự đoán được? Nhìn có đầu tiên, ngày đầu tiên nhìn có những cái mổ nó có chỉ mổ chỉ nhìn những cái dịch này ra. Rồi nếu mình có chỉ dịch thì mình mở mình xem kỹ chứ còn cái mổ chỉ nó không có kính được không? Mới ngày đầu mà vết mổ không có vấn đề gì ngoài chuyện tụ máu. Chảy máu vết mổ. Nha, thứ nhất là đục thừa chưa bảo mủ. Hiểu chưa? Đúng rồi. Thứ hai nữa là bệnh nhân là một người khỏe mạnh. Hai cái điều kiện đấy, thứ ba nữa khá lâm sàng. Đấy, bụng sẹp lép, khớp chỗ phải sẹp lép, không có phản ứng viêm nào ở đó hết. Như thế thì trường hợp này dự trù là nhiễm trùng, tức là nhiễm trùng vết mổ rất là thấp. Nha, thấp là cỡ nào? Hả? À, dưới 5%. Dưới 5% là thấp. Mổ không có xâm nhập vào đường tiêu hóa, dưới 5% là tốt đấy. Nha, còn mổ tim, mổ não bắt buộc phải 0%. Nhưng mổ đường tiêu hóa mà có xâm nhập vào đường tiêu hóa, có mở tiêu hóa ra là cho phép là dưới 5%, 1-5% là tốt, đạt yêu cầu. Hiểu rồi ha. Thế cho nên nhiều khi bạn đi và không để ý có đục thừa thì cũng nhiều vấn đề để bàn luôn. Có nhiều trường hợp đục thừa ở đây cứ cho dịch truyền 5-7 ngày, kháng sinh 5-7 ngày nó phí. Bệnh nhân nằm viện 5-7 ngày nó lại có hại cho bệnh nhân. Ông nằm ở nhà mà tốt hơn là nằm trong bệnh viện. Hiểu rồi ha. Rồi tắt đi em.